tuyệt vời, còn bây giờ như chú Sơn thì nó có đàn hồi nữa đâu. Đấy. Nên thì quá chậm xuống lại nhanh, nằm cạnh bên vợ cứ ngẹo đầu một bên, muốn cho đầu nó ngỏng lên, phải có của lạ lượn quanh bên mình. Thì cuối cùng kiếm của lạ cứ vo ve lượn được cũng không làm ăn gì, trên bảo dưới không nghe. Thế cho nên tất cả các bác mà đã tuổi 60 trở lên, tiền bạc chỉ là phù du, còn chim cu là tất cả. Lúc đó là tiền bạc thì không cần nhiều. Để thực hiện đúng câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi về hưu: sống thật khỏe, chết thật nhanh, ít của để dành, nhiều em thương nhớ. Nó mới ý nghĩa. Mà nên là cuộc sống nó phải vô tư, nó mới tươi trẻ được. Cháu đi bây giờ một vợ hai con gái thì cứ lênh đênh mọi miền đất nước, nhưng mà cũng thoải mái vô tư, không vấn đề gì. Thế cho nên là và em thì nhiều. Thì cuộc sống người ta bảo là một vợ nhiều người tình thì gia đình lúc nào cũng dạt dào hạnh phúc. Đấy. Cứ khi nào chồng con về nhà mà bế con cho vợ, bảo em ơi có giặt quần áo không anh phơi cho, lúc đó là nó đang có bồ bên ngoài. Đấy. Còn nó cứ về nó mắng vợ mắng con là lúc đó trung thành tuyệt đối. Đấy. Còn cứ mà ngọt ngào với vợ mà chiều con là đang có bồ. Vì một vợ nhiều người tình thì gia đình luôn dạt dào hạnh phúc. Mà đã nhiều người tình là không bao giờ bệnh tật gì. Các cụ bảo rồi, đàn ông mà chỉ biết một người thì bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư. Đấy, được chuẩn đấy. Quay lại cho vợ xem. Không không, đàn ông chỉ biết một người thì bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư. Nhưng mà mình lúc nào phải thật sự là tôn trọng vợ, không phải sợ mà là lẻ. Thì bây giờ là xã hội tiến lên, con dâu ở cửa trên mẹ chồng đấy. Các cụ mà giặt quần áo đi qua phòng về bảo còn treo giáp lên cổ đi rón rén như mèo ấy, chứ không phải nó dậy nó mắng chết. Đối với vợ phải tuyệt đối trung thành, đối với bạn gái thì phải thân ái giúp đỡ đấy. Nên là mình lúc nào có cái quy luật vậy thì gia đình lúc nào nó êm ái. Nhất vợ gì rồi, nhất vợ gì rồi, nghe vợ thì sống, còn chống vợ là chết, thế thôi. Vợ là người không họ hàng mà sao ngày đẹp lại tự sang nhà mình. Ngày đầu thì trông đến là sinh nghiêng thùng đổ nước, đến đỉnh cũng siêu. Vợ vừa đáng kính đáng yêu, đàn ông mà sợ vợ thì nhiều nhà giàu sang. Vợ mua năm. Đàn ông mà sợ vợ thì nhà nó cơ bản giàu có lắm. Vợ là vừa đáng kính đáng yêu, đàn ông sợ vợ nhiều nhà giàu sang. Vợ mình là con người ta mà sao lại thấy thiết tha mặn nồng không? Vợ là chăn ấm mùa đông, là dòng nước mát ngày không có tiền. Thế vầng trăng soi sáng ngoài hiên, đêm nằm ôm vợ phải nộp tiền đưa lương. Vợ là két sắt tủ tường, muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà. Vợ là một đôi thủ loa, mỗi khi nó phát là cả nhà bão rông. Tốt nhất ấn vào cái nút xí tốp không cho nó phát nữa. Vợ là một đôi thủ loa, mỗi khi nó phát thì đúng cả nhà bão rông. Vợ là sư tử Hà Đông, đến bố cũng sợ mà không nói gì. Lúc mà vợ giận thì bố con cứ co rúm như đầu gió, không dám nói gì. Thế mà vắng vợ có ba buổi chiều cả nhà cứ loạn choạng như diều đứt dây. Ước gì sư tử về đây để mang thương hét, để gây tiếng cười. Này mày nghe nhá, để bác bảo đi nhá. Tối nay mà mày về mà mày ngủ mà thấy bố mẹ mày làm trò chơi đoàn tàu và xe lửa là mệt đấy. Bố đi công tác xa về được mấy ngày Tết, mẹ thì cứ tắm rửa xịt nước hoa đi qua đi lại, con thì cứ mừng mãi chả ngủ. Mà cái giống 12 giờ là vợ nó ngủ trước con thì bực lắm. Thế bảo mẹ bây giờ nó không ngủ, ông vẫn liên hoan mà thế nào cách nào mà chơi đoàn tàu và xe lửa. Mẹ mày làm đường dây, bố mày làm đoàn tàu, còn cho thằng cu làm ống khói. Mới đầu tàu dập dình chạy ống khói còn chịu được, sau này tàu chạy nhanh quá ống khói rơi ông giường luôn. Con bảo bố ơi ống khói rơi rồi, mẹ bảo kệ cha nó ống khói rơi rồi, tàu cứ vào gà đã, không dừng được. Nhớ khi nào chơi đoàn tàu là không cho bố chơi đoàn tàu chứ nhá. Nhưng mà cháu lại làm việc ở phía Nam, và nhân tiện Tết năm nay về thăm quê, thì cô bảo là chưa đi thì lên đi lễ hội với cô. Thì trước tiên cũng phải lên giới thiệu với toàn thể cô bác anh chị trong đoàn lời đầu xuân xin chúc toàn thể cô bác anh chị và các em có một chuyến du xuân gặp nhiều may mắn. Chúc gia đình anh chị cô chú là sức khỏe thành đạt và dạt dào hạnh phúc. Cháu thì công tác ở trong Sài Gòn,
làm hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch Sài Gòn Tourist, cộng tác với cô Hiền rất là nhiều ở phía Nam. Nhân tiện ra du xuân ăn Tết ở ngoài Bắc đấy, bố mẹ ông bà quê hương. Thời gian thì chưa đi được nghỉ ngày rộng tháng dài, cô bảo lên đây đi lễ hội với cô, những giới thiệu tên tuổi với cô bác ở trong đoàn để cô bác biết từ giờ đến tối còn tiện giao tiếp. Cháu tên là Thản, tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Thản, nhưng mà không Thanh Thản thế nào. Sinh năm 1967, tuổi Mùi, Cầm Tinh, Quân Dê. Các cụ bảo bánh mì phải có 3 tê, còn đàn ông phải có máu dê trong người. Cháu máu dê là chạy từ đầu đến chân, nhất là gặp gái đẹp thì nó chạy giống như xe Honda chạy ngược chiều gặp cảnh sát giao thông. Và sinh ra và lớn lên ở mảnh đất tận cùng của tỉnh Hưng Yên, mảnh đất không có rừng cũng chẳng có biển, chỉ có 100 năm cây lúa cứ gầy, nhưng mà giếng khơi một thỏa lại đầy ca dao. Và hiện nay là cuộc sống gia đình là một vợ hai cô con gái, đang trong cái tình trạng là ba cái quần đen chèn cái quần gỗ đấy. Khách cứ cứ hỏi và thế các cháu giống ai, và dạ giống cả hai, mặt thì giống cha còn ngã ba là giống mẹ. Và sau chuột suốt một chuyến lịch trình đi du xuân từ hôm qua đến giờ, tất cả các chặng đường dừng chân, xe cộ không đông đúc, con người thì cũng không phải là vắng hẳn và rất là vừa. Khí hậu thời tiết thì đặc biệt ủng hộ cho đoàn chúng ta 5 xe xuất phát du xuân ngày mùng 9 Tết đến ngày hôm nay. Và thời tiết phải nói là tuyệt tác, không có nắng mà cũng chẳng có mưa, chỉ hơi xe lạnh để vừa nhớ thương. Các cụ đi đến đâu là chân cứng đá mềm đến đó, trời Phật phù hộ. Và đến bây giờ giữa trưa, sau khi nghe cô Hiền tụng kinh bằng loa thùng xong, tâm hồn rất là thanh thoát, tâm hồn thanh thản, cuộc sống thanh cao. Cuộc sống thanh cao thì tuổi thọ trường tồn. Cô Thu Hiền là một trong thương hiệu du lịch không chấm cơ ma cổng, không trang mạng điện tử. Khách là không làm việc ở trên xe mà phải dưới mặt đất, tiền tươi thóc thật thì đi. Đấy, rất là nhiều năm rồi. Cô Hiền thì nói chung là cháu đệ tử cô Hiền, hợp với cả là hay là Tiêu Lâm hài ước, cái này là cô cũng thích. Vì ra Bắc này cháu cũng ít đi cái phía miền Bắc này, cho nên là những cái danh lam thắng cảnh ở đây thì cũng biết rồi, nhưng mà nó không rành rọt như cô Hiền. Thế là hôm nay thì trên đường sáng ngày hôm nay đi 3 điểm. Điểm đầu tiên là cô bác đến như vậy là đền cửa ông, sau đó là ra cửa suốt, cô bé cửa suốt, và về đây là lễ Phật tụng kinh ở đền chùa này, chùa Phả Thiên. Và bây giờ là sau 3 chỗ là buổi sáng nay, khi hậu thời tiết đẹp, nhà mình lễ Phật cầu an cho gia đình bình an, cho con cái hạnh phúc, cho các cháu học giỏi ngoan lành, cho ông bà là có sức khỏe tuổi già. Thì bây giờ dạ. Cháu đi này, cái giọng hát thì thua cô Thu Hiền. Cô Thu Hiền khi cao là vút tận mây mờ, còn khi gần thì vắt vẻo bên bờ cây xanh. Cho nên là cô thì hát thì các cái nhà loại nhạc là cô Hiền của con là cô nhảy được hết, từ chầu văn ca trù, từ phi vật thể cho đến vật nhau với vật thể là cô cũng làm được. Thế mà từ quan họ Bắc Giang cho đến ca trù, nói chung là cô Hiền của cháu là viết chữ văn đám ma tung hoa đám cưới là không có gì cô không làm được. Cháu thì nó lại có thể loại là hát thì cháu không hát được, cứ chiều sửa giọng có khi này vẫn hòa được vài ba câu. Hòa luôn. Vâng, thế là sau cái chuyến như vậy là du xuân buổi sáng ngày hôm nay, và sau chùa Phả Thiên thì lễ Phật cầu an, nghe tụng kinh cầu chúc từng gia đình một của hội Phật Thánh thủ đô, thì bây giờ là có món quà để lại lộc, thì cô Hiền dặn cháu là lại lộc cho toàn thể trên xe, sau đó sau sẽ tiếp tục vào chuyên môn nhé cô bác nhé. Gọi là của ít lòng nhiều, cái này thì không thiếu, nhưng mà lộc của thánh nó vẫn hơn, một miếng lộc thánh mà một gánh lộc trần, các cụ bảo rồi. Thế giờ con xin phép là con phát cho các cụ nhé. Cũng cảm ơn tất cả các bác ở nhà hàng rồi. Ở trên đường về ta chỉ có khoảng chạy khoảng 45 phút thì chúng ta sẽ đến ngôi chùa rất là đẹp trên đường về, đó là chùa Ba Vàng. Xin mời cô bác anh chị sẽ vào lễ Phật cầu an từ chùa Ba Vàng. Để trên đường về ta dừng chân một điểm để nghỉ giải lao, đó là nhà hàng 559. Sau đó chúng ta sẽ về với thủ đô Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay, về với gia đình sau 2 ngày lễ Phật cầu an, khí hậu và thời tiết rất là tuyệt tác. Bây giờ nắng vàng lại rực rỡ trải dài. Các bác ăn cơm xong là chắc chắn là đi buổi sáng rồi mệt, ăn cơm chưa xong thì bao giờ căng ra bụng thì nóng trùng ra mắt là phải buồn ngủ.
Bây giờ là các bác cứ ngủ khoảng 30 phút gần đến chùa thì em bắt đầu hát hai bài để cho các bác nghe nhé. Thế bây giờ em phải dành thời gian để các bác cô chú anh chị chúng ta nghỉ trưa. Nhớ là hát hai bài đấy. Vâng, ăn cơm xong rồi mới qua tí rượu tí bia vào rồi ăn cơm, chả có tí gì thì căng ra bụng trùng ra mắt nó buồn ngủ là tất yếu rồi. Vâng. Vâng. Khi cao thì cứ vút tận mây mờ, còn khi gần thì vắt vẻo bên bờ cây xanh. Lúc lên thì điệp điệp trùng trùng, và hạ xuống thì cứ như người có thùng sắt tây. Thôi rồi, hát tạm bài đi. Thì em hát không ai bằng cô Hiền được đâu. Cô Hiền cô ấy giọng ca các loại cô ấy hót được. Nhưng mà thì em hát thì chịu. Nhưng mà làm thơ thì lại được nhiều. Thơ thì lại nhiều. Mà mỗi tội ai thích nghe thì vợ nó ghét. Mỗi lần làm thơ nó dẹp lên mấy lần. Bông gòn của nỗ tài nó không thích nghe. Thơ của nhà tác giả còn bán còn xuất khẩu được. Bán ra tiền với thơ của mình nó còn rát hết cả tai. Còn đâu phải ai làm được thơ đâu mà anh em. Đâu có phải đi học về làm được thơ đâu, mà thơ là nó phải xuất phát ở tâm hồn. Thơ là có ở tâm hồn. Thế mà vợ em nó lại bỏ chị đây thì cứ dí hồn vào thơ. Thế hồn thơ là không được. Thơ là có ở tâm hồn rồi vợ em lại bỏ dí hồn vào thơ. Thế đêm về nó mới ngủ mơ thì ở đó nó lại bỏ dí đưa thơ vào hồn. Thế là chán. Giống như cô Hiền hôm nay ở đến huyện Vân Đồn. À cái hồn này là ngày xưa là cái này em báo cáo bác là nó cũng không có tên luôn. Em thưa với cả đoàn mình như vậy nhá. Là ngày xưa là không có tên. Miền Bắc là đặt là lá mít, miền Nam gọi là lá đa, còn miền Trung thì bảo là lá si. Hội nghị Bộ Y tế tổ chức Bộ Y tế 1.000 người để đặt tên cho cái này. Thế là cứ mỗi miền gọi một thứ. Miền Bắc gọi lá mít, miền Trung gọi lá đa, miền Nam gọi lá si. Cả hội nghị cãi nhau như một cái chợ. Thế ông chủ trì hội nghị ông mới đặt tay trong bàn, ông bảo ồ no, tất cả hội nghị trật tự hết. Ông bảo sau một tiếng đồng hồ trao đổi, 15 phút đồng hồ suy nghĩ, bây giờ tất cả đại biểu chúng ta đi đến đặt tên cho nó là cái gì. Thế là 1.000 đại biểu giơ tay bảo dạ thưa thủ trưởng, đặt tên là cái ồn. Ông ấy bảo không được, ồn nào ở chợ, ồn nào cơ quan, ồn nào công sở, ồn nào trường học, ồn nào ở nhà, ồn nào ở xe. Nếu đặt thì cái này, tên là cái này thì suốt ngày đụng lung tung. Thế ông thủ trưởng ông mới cầm cái bút, ông ấy gạch cái chữ ồn đi đi. Không biết ông để ngược tờ giấy là sao, gạch ngang không gạch, ông ấy gạch dọc một cái. Ok là có cái gạch dọc đó, ông bỏ đây rồi, có tên đây rồi. Thế từ đó nó có tên. Tên là nó xuất phát ở đó. Cảm ơn rồi. Rõ ràng rành mạch. Đấy là nó có tên. Đấy, phải họp hội nghị đặt tên đàng hoàng. Từ cái chỗ sai đặt sai là cái chữ ồn. Ông cầm bút ông ấy gạch đi. Thế là nó để được tờ giấy gạch ngang không gạch. Ông gạch cái gạch dọc, ông bỏ đây rồi, có tên đây rồi. Thế là từ đó cái đó là không đụng vào ai hết nhá. Cái này thì mỗi vùng miền nó gọi cách khác nhau.